Xin kính chào các bạn. Hôm trước Tèo có nhận được một cái bình luận của một bạn gửi trong cái video của Tèo á, là nói anh Tèo ơi, đối với các cái tông mà nó bình thường, ví dụ như rê thứ, la thứ, si thứ, hay là son thứ, mi thứ, pha thứ, thì những cái tông mà chúng ta bắt đầu chạy từ phím màu trắng á, tức là ngón cái mình chạy gam, các bạn chạy phím màu trắng, ví dụ pha thứ đi, thì mình chạy từ cái phím mà màu trắng bằng cái ngón cái thì là ngón số 1 thì nó dễ rồi. Còn đối với những tông mà có thăng dáng, ví dụ như tông đô thăng thứ chẳng hạn, mình chạy bắt đầu từ ngón cái thì rất là khó khăn trong việc mà mình chạy gam. Đó, hoặc là tông rê thăng thứ đi, bắt đầu chạy từ nốt rê thăng thì cái ngón cái nó đặt lên các cái phím đen như vậy, nó rất là khó. Đó, mình xếp nó như vậy đó, chạy rất là khó đúng không các bạn? Đó. Thì bạn ấy hỏi là chúng ta làm sao, cách xếp ngón như thế nào để mình chạy các cái gam của các cái tông rộng mà có dấu thăng dấu dáng như vậy cho nó dễ. Thì hôm nay Tèo sẽ chia sẻ bạn các cái cách để mình xếp ngón để mình chạy, có thể chạy được gam được các cái tông rộng có dấu thăng dáng như vậy các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái giọng hết sức quen thuộc, ta bắt từ giọng đô thăng thứ các bạn ha. Rồi bạn quan sát dòng nhạc. Trong cái giọng đô thăng thứ này nó sẽ có bốn dấu thăng, mình nhớ đó các bạn: pha đồ son rề, pha đồ son rề, đây là bốn dấu hóa của giọng đô thăng thứ. Thì chắc chắn giọng đô thăng thứ chúng ta chạy gam của nó bắt đầu từ là nốt đô thăng rồi. Nhiều bạn chúng ta không có được đi học ở trong trường lớp, hoặc là gặp những đi học thầy, chúng ta tự học ở nhà đó, thì chúng ta gặp những tông giọng mà chúng ta sẽ không biết chạy như thế nào. Chẳng lẽ mình xếp cái ngón cái lên để mình chạy, nó rất là khó khăn trong việc mình chạy gam của anh ha. Đó, rất là khó. Vì vậy chúng ta sẽ xếp ngón như sau, bằng quan sát nhạc nha. Bây giờ mình nói về cái số ngón để theo quy ước quốc tế luôn đó các bạn. Bây giờ mình nói về tay phải trước ha, chạy gam tay phải trước thôi. À, thì ngón cái chúng ta theo quy ước của quốc tế luôn các bạn, ngón cái thế là số 1. Rồi tương tự như vậy, ngón trỏ là số 2, ngón giữa là số 3, ngón áp út là số 4, ngón út là số 5. Đó, mình tương tự như vậy các bạn nha, 1, 2, 3, 4, 5. Thì bắt đầu chúng ta chạy từ cái gam đô thăng thứ, chúng ta chạy từ đô thăng lên đô thăng trong khoảng 8 thôi bạn ha, cho mình làm quen trước đã. Rồi mình sẽ có đô thăng, rê thăng, mi, pha thăng, son thăng, rồi la, si, rồi đô thăng lại là hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy cái gam đô thăng thứ này, bắt đầu từ ngón số 2, tức là ngón trỏ đó bạn. Ngón trỏ mình xếp vào cái nốt đô thăng. Rồi tiếp theo, tới ngón số 3, tức là ngón giữa, mình xếp vào nốt rê thăng. Các bạn thấy rõ ràng không? Ok, nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Rồi sau đó ngón số 1, ngón cái của mình đưa về nốt mi là xong. Bắt đầu tiếp tục, ngón số 2 mình đánh nốt pha thăng, ngón số 3 mình đánh nốt son thăng. Rồi đó mình sẽ tiếp tục mình lòn ngón cái qua nốt la. Ngón cái là ngón số 1 đó. Rồi ngón trỏ nốt si là ngón số 2, nốt đô thăng là ngón số 3, lại là mình hết được cái gam của cái thang âm của giọng đô thăng thứ. Làm lại bạn nhé. Bắt đầu từ ngón số 2, tức là ngón trỏ đó, 2, 3. Rồi mình lòn cái ngón cái này qua nốt mi. Rồi tiếp tục tới nốt pha thăng, mình sử dụng ngón số 2 lại. Nốt son thăng mình sử dụng ngón số 3 lại. Rồi tiếp tục mình lòn cái ngón cái này qua nốt la. Rồi tiếp tục đưa ngón trỏ nó về nốt si, ngón số 3 về nốt đô thăng là hết. Rồi bây giờ mình đi lên sao thì mình đi xuống như vậy các bạn ha. Đi lên như thế nào, đi xuống như vậy. Bắt đầu từ ngón số 3 mình chạy về ngược lại nè. Rồi tới nốt la ngón số 1, rồi bắt đầu mình chuyển ngón số 3 về nốt son thăng. Đi ở vị trí nào thì về ở vị trí đó, các bạn cứ nhớ cái mẹo đó. Rồi ngón trỏ số 2 về nốt pha thăng lại, ngón cái số 1 về nốt mi lại. Rồi ngón số 3 về nốt rê thăng, ngón trỏ về nốt đô thăng. Đó các bạn, đâu có gì khó khăn cao siêu đâu các bạn ha. Như vậy là mình đã chạy được gam đô thăng thứ với thế ngón hết sức đơn giản và dễ tập. Các bạn thấy lúc nào mình chạy nó rất là dễ dàng hơn là khi mà xếp ngón cái ngón số 1 vào nốt đô thăng này các bạn. Mình chạy nó rất là khó. Rất là khó các bạn ha. Rồi các bạn nhớ nha, cách xếp ngón để chạy đến cái game đô thăng thứ này như vậy. Rồi thôi, sau khi mình đã tập chậm cho quen cái thế ngón rồi, bắt đầu mình đánh vài lần cho quen tay mình, nó quen ngón. Đó các bạn, mình cứ chạy cho quen.
ok bạn ha. Đó, mình cứ tập chậm chậm cho quen thế ngón trước, rồi sau đó mình tăng tốc độ dần lên, như vậy là mình đã chạy được gam đô thăng thứ với thế ngón hết sức dễ bạn ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua một cái giọng khác, cái giọng mình qua giọng rê thăng thứ chẳng hạn. Giọng rê thăng thứ này nó sẽ có 6 dấu thăng, bắt đầu mình phải nhớ được cái dấu hóa của nó trước đã các bạn ha. Giọng rê thăng thứ có 6 dấu thăng, rê thăng nè, mi thăng nè, mi thăng các bạn nhớ nha, mi thăng nha. Lúc này chúng ta không thể gọi là nốt pha nữa đâu các bạn. Các bạn đánh trên bàn phím là nốt pha, nhưng thực ra cái đúng cái tên gọi của nó là nốt gì? Nốt mi thăng mới đúng các bạn nha. Rê thăng, mi thăng, pha thăng, son thăng, la thăng và si bình thường. Rồi đô thăng là hết, rồi về đê thăng là đủ khoảng 8 của nó. Bắt đầu chúng ta xác định được cái các cái dấu hóa của nó rồi, bắt đầu mình xếp ngón. Chúng ta bắt đầu chạy từ nốt rê thăng. Cũng tương tự chúng ta bắt đầu chạy ngón số 2. Ngón số 2 ta xếp vào nốt rê thăng. Rồi tới nốt mi thăng, các bạn sẽ lòn cái ngón cái từ ngón số 1 qua nốt mi thăng. Ok, rồi pha thăng có sẵn luôn, son thăng có sẵn luôn, la thăng có sẵn luôn. Các bạn thấy dễ không? Nó 1, 2, 3, 4 luôn, có sẵn hết các bạn ha. Rồi làm lại, rê thăng nè. Rồi chuyển ngón cái, lòn ngón cái qua nốt mi thăng nữa. Tức là nốt mi thăng nè. Rồi ngón trỏ nốt số 2 nốt pha thăng, ngón số 3 son thăng, ngón số 4 mình là la thăng. Rồi sau đó mình lòn ngón cái, lòn cái ngón cái này qua nốt si, ngón số 1 đó. Rồi mình đưa ngón số 2 về nốt đô thăng. Rồi ngón số 3 mình về rê thăng. Là hết một thăng âm của một của giọng rê thăng thứ. Làm lại lần nữa các bạn ha. Bắt đầu ngón rê thăng là ngón số 1 nha. Rồi tới nốt mi thăng ngón, xin lỗi, nốt rê thăng ngón số 2 chứ trời trời. Nó lẹo luôn. Rồi nốt rê thăng chúng ta sử dụng bắt đầu từ ngón số 2. Rồi chúng ta đưa ngón cái của nốt mi thăng. Rồi nốt pha thăng ngón số 2, nốt son thăng ngón số 3, nốt la thăng ngón số 4. Rồi mình lòn ngón cái từ ngón số 1 qua nốt si. Ngón số 2 là nốt đô thăng, ngón số 3 là nốt rê thăng. Xong. Đó là mình đi lên. Bây giờ mình cứ nhớ đi sao về vậy. Đi lên như thế nào thì về như thế đó. Rồi tới nốt la thăng. Hồi nãy nốt ngón số 4 nghe nốt la thăng. Bây giờ mình đưa ngón số 4 về la thăng là xong. Xếp ngón đi rang nãy lại thôi. Rồi kết ở ngón nốt rê thăng ngón số 2. Xong. Mình chạy như vậy nhiều lần, thật là chậm từng ngón một để làm gì? Cho tay mình nó quen với cái thế ngón. Tại vì những cái tông này lúc ban đầu mình tập nó sẽ rất là khó. Sau khi quen chúng ta tăng tốc độ dần lên chút xíu. Rồi sau khi quen thì tăng lâu xíu. Ok các bạn ha. Rồi cứ như vậy mình tập nhiều lần cho tay mình nó quen lên thôi các bạn. Như vậy là mình đã có được cái chạy được gam của tông rê thăng thứ, giọng rê thăng thứ các bạn ha. Rồi bây giờ mình qua một cái giọng tiếp theo. Cái giọng này nó cũng thường gặp khi đệm hát các bạn. Đó là giọng pha thăng thứ. Giọng pha thăng thứ này chúng ta sẽ có 3 dấu hóa, đó là pha thăng, đô thăng và son thăng. Pha đô son dấu thăng hết các bạn nha, mình nhớ như vậy. Rồi chúng ta cũng bắt đầu mình xác định thăng âm nó, pha thăng nè, son thăng nè, nốt la bình thường, nốt si bình thường, nốt đô thăng, nốt rê bình thường, nốt mi bình thường, nốt pha thăng là hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy gam. Mình chạy gam bắt đầu từ ngón số 2 nữa, tiếp tục ngón số 2, mình xếp về ngón pha, nốt pha thăng. Rồi nốt son thăng mình đánh ngón số 3 luôn. Rồi các bạn nhớ bắt đầu từ ngón trỏ số 2 nha. Pha thăng, son thăng. Rồi bây giờ mình sẽ lòn cái ngón cái này, tức là ngón số 1 qua nốt la. La. Rồi xếp đều ngón lại. Nốt si ngón số 2 nè. Nốt đô thăng ngón số 3 nè. Rồi bắt đầu mình lại lòn ngón cái này qua nốt rê. Rồi ngón số 2 nốt mi. Ngón số 3 là nốt pha thăng. Là hết một chu kỳ của nó. Làm lại lần nữa các bạn nha. Bắt đầu từ ngón số 2. Pha thăng. Son thăng. La mình lòn ngón cái qua. Si. Đô thăng. Bắt đầu mình lòn ngón cái qua tiếp tục nốt rê. Rê. Mi ngón số 2. Pha thăng là ngón số 3 là mình kết. Rồi bây giờ mình đó mình đi lên cho quen tay, giờ mình đi ngược xuống. Đi sao về vậy, các bạn cứ nhớ cái đó. Rồi pha thăng, mi, rê. Mình chuyển ngón số 3 về nốt đô thăng. Hồi nãy đi như thế nào về như thế đó mà. Rồi xếp đều lại. Si là ngón số 2 nè. La ngón số 1 nè. Rồi bây giờ đi sao về vậy. Ngón số 3 mình chuyển về nốt son thăng hồi nãy.
rồi mình kết ngón số 2 ở nút pha thăng. Xong, sau khi mình tập như vậy cho mình quen thế ngón, bắt đầu mình đánh cho nó đều ngón lại. Sau khi mình quen tay, mình có thể tăng tốc độ xíu. Ok các bạn ha, đó. Lúc đó mình chạy gam rất là thông thả tay, nó không có vần còn bị vướng vấp, bị khó khăn nữa các bạn. Do cách chúng ta xếp ngón đó các bạn ha. Rồi, đó là giọng pha thăng thứ. Bây giờ mình qua một cái giọng tiếp theo. Giọng này cũng rất thường gặp trong việc kêu rút đi đệm hát các bạn. Chúng ta cùng chuyển qua giọng son thăng thứ các bạn nhé. Các bạn xem nhạc, giọng son thăng thứ, chúng ta sẽ có 5 dấu hóa, đó là 5 dấu thăng. Mình xác định trước các bạn ha. Rồi, nó sẽ gồm thăng là pha, đồ, son, rề, la. Là hết 5 cái nốt đen trên phím đàn luôn các bạn. Pha, đồ, son, rề, la. Các bạn có phát hiện một điều là tại sao Tèo luôn đọc theo cái dấu trình tự là pha, đồ, son, rề, la không? Mà Tèo không đọc lộn xộn lên. Pha, son, la, rồi đô, rồi rê. Đó, cái trình tự xuất hiện của dấu hóa ở một cái video khác đi, Tèo sẽ chia sẻ bạn tại sao nó lại xuất hiện như vậy ha. Ở đây chúng ta chỉ thuộc lòng thôi. Pha, đồ, son, rề, la. Tông, son, thăng thứ chúng ta có 5 dấu thăng. Ok, bắt đầu. Mình xác định trước pha, la, si bình, đô thăng, rê thăng, mi bình thường, pha thăng, son thăng. Đó là thăng âm của nó. Bây giờ mình chạy gam, xếp ngón như sau. Tiếp tục là ngón số 2 là ngón trỏ nữa. Ngón số 2 ngón trỏ mình xếp vào nút son thăng, chắc chắn rồi. Rồi ngón số 3 mình đánh vào nút la thăng kế bên luôn. Rồi các bạn nhớ khi chạy gam thì tay mình cho đều đẹp nha. Ở đây Tèo đang chia sẻ cách chạy, cho nên Tèo mới để ngón như vậy các bạn dễ nhìn thôi. Đánh mà chúng ta để tay nó cong vèo như vậy người ta cười chết các bạn nhé. Rồi nhớ nha. Rồi son thăng ngón số 2, nốt la thăng ngón số 3. Rồi mình lòn cái ngón cái ngón số 1 này qua nốt si bình. Rồi xếp năm ngón lại. Nốt đô thăng là ngón số 2, nốt rê thăng là ngón số 3. Rồi tiếp tục mình lòn cái ngón cái của nốt mi bình á, ngón số 1 đó. Rồi pha thăng là ngón số 2, son thăng mình kết ở ngón số 3. Xong, làm lại lần nữa các bạn nha. Bắt đầu từ ngón số 2 nó son thăng nha. La thăng ngón số 3 luôn. Rồi mình chuyển ngón số 1, lòn ngón số 1 qua nốt si bình. Rồi xếp đều lại. Nốt đô thăng là ngón số 2, nốt rê thăng là ngón số 3, lòn ngón cái qua nốt mi bình. Rồi đều lại. Nốt pha thăng là ngón số 2, nốt son thăng là ngón số 3. Xong các bạn ăn. Trời tự nhiên đang tập đàn cái tự nhiên qua làm thơ luôn trời. Rồi nó vui đó bạn ha. Đó là cách mình chạy lên. Sau khi mình nó quen tay rồi mình chạy xuống. Các bạn cứ nhớ đi sao về vậy, tức là lên sao rồi xuống vậy các bạn nha. Đừng có lên xuống mà khác nhau là chết với mấy bà luôn đó các bạn nha. Giỡn thôi nha. Rồi son thăng, pha thăng, mi bình. Rồi mình đưa ngón số 3 này về nốt rê thăng, tức là đi sao về vậy. Hồi nãy nó nằm ngay đây rồi, giờ cho nó về ngay nhà đi. Về ngay nhà mới được các bạn ơi, chứ đi nhậu về xỉn xỉn qua nhà và hàng xóm là chết luôn đó các bạn ha. Rồi giỡn thôi nha. Rê thăng, rồi đô thăng, si bình thường. Rồi bây giờ tiếp tục đưa ngón số 3 này về nốt la thăng, hồi nãy đi sao về vậy mà. Rồi kết nốt son thăng ở nốt ngón số 2. Xong. Rồi bây giờ mình tập làm quen, mình chạy lên chạy xuống cho nó quen nè. Chạy tốc độ chậm, thật chậm, không cần nhanh, cho quen ngón thôi. Ok bạn, sau khi mình quen ngón rồi mình tăng tốc độ chút xíu. Đó bạn, đấu gì cao siêu đó bạn, rõ ràng mình cứ tập thật chậm cho quen, khi quen tốc độ lên. Ok bạn ha, đó là mình ta chạy được cái gam có 5 dấu thăng luôn đó các bạn. Các bạn cố gắng làm đúng như Tèo chia sẻ là được các bạn ha, không có gì cao siêu đó các bạn. Chẳng qua là chúng thói quen tập luyện thôi. Đủ cái độ kiên trì, đam mê mình ngồi tập luyện sẽ được đó các bạn ơi. Rồi, đó là cái giọng son thăng thứ. Bây giờ cho Tèo chia sẻ bạn thêm một cái giọng rất là thường gặp khi đi đệm hát luôn, đó là giọng la thăng thứ. Rất nhiều ca sĩ họ chọn cái giọng này họ hát, tại vì nhiều khi họ hát la thứ lên tới nốt mi, chọn bài đó ví dụ đó, họ muốn lên chút xíu. Nếu mà lên nốt mà pha thăng thì tới mà tông si thứ là hát không nổi, nhưng mà họ muốn lên la thăng thứ, lên nốt mi thăng trên này thôi thì họ hát nó giọng đẹp. Đó, họ chọn cái giọng đó. Ok đó các bạn ơi, lúc nào mình sẽ tập chạy gam cái đã. Rồi giọng la thăng thứ này nói chung là có tất cả 7 dấu thăng các bạn ơi. Cái giọng này là giọng nhiều dấu thăng nhất trong cái cây đàn luôn nè. Cái giọng cũng cả chớn nhất trong cây đàn các bạn, 7 dấu thăng. Rồi la thăng, si thăng, đô thăng, rê thăng,
mi thăng, pha thăng, son thăng. Trời ơi, la thăng. Trời ơi, trời cái giọng nhưng mà thăng hoài vậy trời. Thăng hoài chắc chết quá đúng không các anh, các anh, các chị, các chú, các bác. Thăng phải có xuống, có xuống, nhìn lên hoài là chết luôn các bác ơi. Rồi mình giỡn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ xác định cái dấu hóa của nó xong, bắt đầu mình chạy gam. Ngón số 2 là ngón trỏ, mình xếp vào nốt la thăng. Rồi bắt đầu chạy đến nốt la thăng, ngón số 2 ngón trỏ nha. Tới nốt si thăng, chúng ta kéo ngón cái nè, ngón số 1 về nốt si thăng. Rồi tiếp tục, nốt đô thăng là ngón số 2. Nốt rê thăng là ngón số 3. Rồi nốt mi thăng, mình sẽ kéo ngón cái nè, qua nốt mi thăng. Rồi pha thăng ngón số 2. Son thăng ngón số 3. La thăng ngón số 4 là hết. Ok bạn hàng lần nữa nha, bắt đầu từ ngón số 2 là nốt la thăng, nốt la thăng, trời nói sao chính tả luôn trời. Rồi, la thăng ngón số 2. Tới si thăng mình kéo ngón cái qua ngón số 1 qua si thăng. Đô thăng ngón số 2. Rê thăng ngón số 3. Rồi tới nốt mi thăng, tới nốt mà mi thăng mình sẽ kéo cái ngón cái qua nốt mi thăng. Rồi tới pha thăng, son thăng, la thăng ngón số 4. Hết. Đó là mình chạy lên, bây giờ chạy xuống. Nãy mình nói rồi đó, đi sao về vậy, lên sao thì xuống vậy các bạn nhé. La thăng, son thăng, pha thăng, mi thăng. Rồi bắt đầu mình kéo ngón số 3 này về nốt rê thăng. Hồi nãy nó nằm ở đây nè, lúc đi lên đó, giờ đi xuống y rang vậy. Đô thăng ngón số 2, si thăng là ngón số 1. Rồi kết nốt la thăng là ở ngón số 2. Xong. Ok, bây giờ mình tập chạy nhiều lần cho quen. Chậm nữa bạn nó không cần nhanh. Khi mình quen tay, tập nhiều lần rồi nha. Khi mình quen tay, mình tăng lên chút xíu. Ok bạn ạ, đó bạn thấy rõ ràng. Lúc mà mình đã xếp được ngón được nó rồi, mình đã biết được cái quy luật chạy ngón rồi, thì bất cứ cái tông nào trên cái đàn mình cũng có thể chạy gam được, không còn sợ sệt nữa các bạn ha. Cố lên các bạn. À, tất cả những cái bài mà việc mà các bạn cảm thấy nó khó khăn trên cái đàn này đó, thực ra nó chỉ là thói quen tập luyện thôi các bạn. Tức là mình cứ ngồi mình tập luyện mãi, mình đã biết được cái phương pháp, biết được cách tập, lúc đó mình chỉ việc vô cái đàn mình ngồi mình tập luyện thôi. À, nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và niềm đam mê của mình các bạn ha. Tập mãi cũng được thôi các bạn. Ngày xưa lúc mà Tèo mới tập đàn ấy, thì cũng bị như vậy các bạn. Đánh rất là vấp váp, đánh không được những cái tông mà thăng dáng nhiều như vậy đâu. Gặp mấy tông mà hai dấu thăng hai dấu dáng thôi bắt đầu là tái mặt hết trơn đó các bạn, sợ rồi đó. Rồi sau đó mình tập luyện nhiều, chạy gam tới luôn hoài đi. Là những cái sau này mình gặp những cái tông đó, bây giờ các bạn đánh nhưng mà đánh khi đệm đàn á, mà gặp mấy cái tông mình ít chút thăng dáng, bạn đánh các bạn cảm thấy nó nhàm chán các bạn. Đánh cái tông nào, cái giọng nào mà nó có nhiều chút thăng dáng thì tự nhiên lại cảm hứng, thấy hứng thú hơn nữa các bạn. Đó, khi chúng ta đã luyện được, cố lên các bạn nhé. Chỉ là thói quen tập luyện thôi, cố lên các bạn ơi. À, Tèo vừa chia sẻ với bạn cách để mình chạy gam, xếp ngón, chạy gam được các cái tông dấu thăng. À, trên cái đàn bàn phím cái organ piano cũng vậy thôi các bạn, chúng ta đều chạy gam như vậy hết. Mong rằng cái bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tập đàn chơi nhạc, mình có tài liệu để mình tập luyện mỗi ngày được tiến bộ hơn các bạn ha. Sau khi mình đã tập luyện được rồi thì các bạn nhớ mình chia sẻ cho những người mới học, hay các lớp đàn em họ mới học, hay các cô chú anh chị lớn tuổi mà họ mới học, hay là những người họ đang cần cái tài liệu tham khảo, thì mình nhớ mình chia sẻ là cho mọi người các bạn nhé. Để làm gì các bạn? Để chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau chơi đàn mỗi ngày một hay hơn các bạn ha. Cố lên các bạn nhé. Nếu các bạn thấy kiến thức Tèo chia sẻ hôm nay bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Để bấm nút đăng ký kênh Cu Tèo Piano luôn các bạn ơi. Sẵn tiện mình giới thiệu cho anh em bạn bè của mình biết về kênh kiểu Cu Tèo với. Tèo cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Ê quên. Ở video sau Tèo sẽ chia sẻ với bạn cách mình chạy gam ở những cái tông mà có dấu dáng các bạn nhé. Có tông có nhiều dấu dáng nhé. Ok, còn bây giờ xin kính chào.